À đó, cái căn công tới đi trước cái mình mua thật. Thôi em nghĩ là đơn giản mình cứ thôi mà chảnh cho ra mình chơi là quay lại gì đâu. Kìa mà. Giờ mình đi xuống Nha Trang không quay lại chờ chiều ra la luôn. Tới trường trước chứ chiều đó đâu. Để tới gì vậy trường đó nằm ở trên cái đường. Ngày xưa đi trường đó. Sáng sớm trước khi lên. Trước khi lên Nha Trang là phải chạy ra bệnh viện đâu. Tầm môn. Đúng là sáng nay cậu đâu. Bố lên đây anh xe đi không? Gửi lời chào một buổi sáng rất là tươi mới đến toàn thể tất cả anh chị em xe số 1. Dạ các thưa anh chị thì sau buổi sáng ngày hôm nay là chương trình ngày thứ tư chúng ta đến với khu vực của vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà cách đây tầm khoảng 35 cây số để mình có những cái hoạt động rất là ý nghĩa diễn ra. Đầu tiên đó chính là hoạt động mình sẽ làm video chưa mà. Sao em nói trên đầu mở video hết á. Dạ. Mấy người lên video trên đầu á. Mấy cái Thảo hỏi là các chị ở phía dưới nghe mày Thảo nói rõ không ạ? Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một ngôi trường của đồng bào dân tộc ở đây. Mình sẽ làm thiện nguyện để tặng quà cho các bạn học sinh. Dạ, và sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển đến quốc gia Bi Đúc Núi Bà để có một cái chương trình trekking tầm khoảng 2 km để đến với thác Thiên Thai để tận hưởng cái không khí của rừng núi và bên cạnh đó nữa là thể hiện cái tinh thần chung tay vì cộng đồng bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ trồng cây ở đây. Dạ, anh chị có thể nhìn vào một Thảo phía bên tay trái đi ạ. Một tòa nhà rất là đẹp. Đây chính là trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng được đặt tại tỉnh lỵ là thành phố Đà Lạt các anh chị. Buổi sáng ngày hôm nay nắng rất là đẹp anh chị ha. Chúng ta sẽ di chuyển cái đoạn đường này thì Dịch Thảo hy vọng rằng cả ngày hôm nay thời tiết cũng sẽ đẹp như thế này để chương trình của chúng ta được diễn ra thật là suôn sẻ. Và chương trình của cả ngày hôm nay là chúng ta sẽ đến trường là Thụy Nguyễn trước, sau đó di chuyển vào bên trong của vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà trekking, sau đó ở cái đoạn đường mà từ thác Thiên Thai đi vòng ra đó mình mới thực hiện cái động tác là trồng cây để bảo vệ cái môi trường cũng như là thể hiện về cái tinh thần của Sài Gòn Tourist đồng hành cùng với tất cả thế giới này với cái tinh thần là chung tay bảo vệ môi trường. Nhật Thảo rất là vui được thông tin cho các anh chị trong buổi tối ngày hôm qua 30 tháng 11 thì công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist của chúng ta đã được vinh danh là thương hiệu dẫn đầu duy nhất liên tục từ năm 2008. Đó chính là giải thưởng về thương hiệu quốc gia. Một lần nữa chúng ta đi chào chào các bạn. Đây là một cái tin vui rất là vui khi mà trong cái chuyến đi của hướng dẫn viên mình với một cái